Nga trong hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng giải vòng loại U23 châu Á năm 2020. Tuy nhiên, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đang rơi vào một tình thế vô cùng khó khăn và chỉ một chiến thắng trước U23 Thái Lan thì chúng ta mới đạt được mục tiêu của mình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Thái Lan. Sau trận đấu khá vất vả với U23 Indonesia thì có thể thấy là đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện lối chơi. Toàn đội chỉ có một buổi tập duy nhất trước khi bước vào trận đấu quyết định gặp U23 Thái Lan. Vì thế dễ hiểu khi huấn luyện viên Park Hang-seo dành rất nhiều sự tập trung cho buổi tập này. Nhìn chung tinh thần các tuyển thủ khá thoải mái trong buổi tập. Nhóm các cầu thủ thi đấu hôm trước chỉ tập nhẹ thả lỏng, trong khi nhóm còn lại tập các bài tập thể lực cùng huấn luyện viên Park Sung-kyun. Thời tiết tại Hà Nội hơi se lạnh nên huấn luyện viên Park yêu cầu các học trò mặc áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể, tránh không bị ốm. Tin vui là toàn đội đều đang có thể trạng tốt nhất. Trung vệ Đoàn Văn Hậu tỏ ra tự tin trước trận đấu với U23 Thái Lan. Em nghĩ ở Thái Lan lối chơi của họ thì họ đá bóng nhỏ và họ rất bình tĩnh. Thì mình những trận đấu đó thì mình phải thật bình tĩnh để giải quyết được họ. Em nghĩ là đâu mình ra sân lúc nào cũng phải mục tiêu chiến thắng thì toàn đội sẽ cố gắng hết mình để có được chiến thắng trước Thái Lan. Buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt có sự xuất hiện của cựu danh thủ Hàn Quốc A Jung Hwan, người đã ghi bàn thắng vàng giúp đội tuyển Hàn Quốc vượt qua Italia để vào tứ kết World Cup 2002. Và ngôi sao điện ảnh Cha Eun Pyo. Cả hai đang có mặt tại Việt Nam để tham dự một chương trình truyền hình thực tế và đã đến sân để khích lệ tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Vâng, với những sự khích lệ tinh thần như vậy thì hy vọng rằng vào buổi tối ngày hôm nay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một trận đấu tốt, một kết quả có lợi trong trận đấu gặp đội tuyển U23 Thái Lan. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một câu chuyện khác. Năm 2019 có thể nói là một năm khá tĩnh lặng của Futsal Việt Nam.